Hello anh em, chào mừng anh em trở lại channel YouTube của Theo Soccer. Tết gần tới rồi, hôm nay mình sẽ đi mua một đôi giày mới để đá một trận banh tất niên. Tại sao mình làm video clip này thì có vài bạn hỏi mình là anh Thi đã có bao giờ mua hàng, nhất là giày online chưa? Có bao giờ bị một cái rủi ro nào khi mà mua giày online không? Hoặc là một số bạn hỏi là mình hay thường mang những cái đôi giày khá là đắt tiền, toàn là những dòng cao cấp mà, thì có bao giờ mang vào những dòng cấp thấp cỡ vài trăm ngàn để đá bóng chưa, có bị ảnh hưởng đến kỹ năng của mình hay không? Thì hôm nay mình sẽ mua một đôi giày trên mạng và mang luôn, mua một cái đôi giày mà tầm rẻ tiền thôi để sử dụng xem là nó có tốt không, có hiệu quả hay không, có bị ảnh hưởng đến cái kỹ năng của mình hay không. Ok, thì đó là lý do mình làm video clip này. Rồi, mọi người cùng xem nhé. Giờ thì mình đã tìm được một trang web bán giày online ở một phân khúc khá bình dân. Thì mình xem mọi review thì thấy trang này cũng được đánh giá khá cao. Ok, thì giờ mình sẽ mua một đôi giày trên trang này nha. Trang web có tên là vizano.vn, bán hàng bằng sự tử tế. Địa chỉ ở thôn Cát Tiền, xã Hồng Hưng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương. Có số điện thoại và email ở đây nữa nè. Bên đây thì mình thấy có cả fanpage, giày đá bóng bền rẻ đẹp. Cũng ok đấy. Giao hàng toàn quốc nè. Được đổi đến khi khách vừa ý nè. Số điện thoại liên hệ ở đây. Mọi người có thể tư vấn chọn giày ở đây. Ok. Mình thì hiện giờ mình cũng không cần tư vấn hoặc là gọi điện thoại liên hệ gì cả. Mình đặt ngay một đôi giày để xem cái dịch vụ này như thế nào nha. Xem có những sản phẩm nào nè. Thì một vòng qua nãy giờ thì mình thấy có một đôi khá thích. Đây, màu xanh dương. Mình cũng rất là thích một đôi giày màu xanh dương. Đó. Có giá 490.000. Tặng kèm tất đá bóng và túi rút. Hỗ trợ đổi size nếu không vừa chân. Vận chuyển toàn quốc. Được kiểm tra hàng trước khi nhận. Bảo hành 6 tháng. Receipt. Đầy đủ size luôn. Mình thì mang size 42. Ok, mua đôi này nha. Mua hàng. Giờ thì nhập họ tên, số điện thoại rồi chờ nhận hàng thôi. Thì giờ đã nhận được hộp giày, được chuyển từ Hải Dương vào đây. Vizano bán hàng bằng sự tử tế. Được gói ghém rất là kỹ nha em. Gì nữa đây? Anh giao hàng thân mến, cảm ơn anh, vất vả cho anh quá. Vị khách này vô cùng quan trọng, phiền anh mang theo nụ cười phục vụ quý khách này và đối đãi nhẹ nhàng với món gói hàng này nhé. Xin chân thành cảm ơn. Wow. Yeah, chiếc hộp bên trong còn rất là đẹp nhờ chiếc hộp ở ngoài đã bảo vệ cho nó. Mở ra. Vizano.vn. Một lá thư cảm ơn của chủ shop Trần Văn Phong và cái cạc visit. Một đôi giớ rất là đẹp. Đây. Đôi giày đây rồi. Giờ mình sẽ mang đôi này để đá bóng trận chiều nay. Mọi người chờ xem nha. Giờ thì ra sân thôi. Giờ thì mình đang ở sân banh. Hôm nay có một trận banh tất niên với mấy anh em đội Hades. Cùng điểm danh xem đội mình hôm nay có ai nha. Khánh Béo. Mười Tinh. Bị hả? Ok. Đen Di Alex. Đinh Thành Sái Ca. Thanh Long. Dĩ Chu. Khánh Huy Ca. Và đây, thủ môn của đội chúng ta, Hùng Xù. Ok. Đội bạn thì đang khởi động bên kia. Và mình cùng đá chăng tí xíu rồi vô trận đấu nha. Ok.
Yeah.
rồi chị gãy. Cứ có cầu hai là đỡ lên. Yeah, đây cũng là lần đầu tiên mà mình thử mua giày online đó. Cũng là một trải nghiệm khá tốt. Anh em nào muốn mua giày phân khúc bình dân thì có thể vào web này để mà mua nhé. Mình để link dưới phần description, mọi người có thể kéo xuống mà xem. Video clip đến đây kết thúc. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like và một subscribe nha. Mình là Phạm Thi, xin chào và hẹn gặp lại.